Thưa quý vị, thời tiết cả nước đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt là tại khu vực miền Nam, nắng nóng kéo dài với những cơn mưa đầu mùa đã kéo theo biết bao nhiêu nỗi lo ngại về sự trở lại của các dịch bệnh lưu hành, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết. Theo ghi nhận của phóng viên, thì tại các bệnh viện địa phương bắt đầu có sự gia tăng số ca bệnh do mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu tâm hơn là có những ca nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu có thể dẫn đến tử vong. Chỉ mới 2 ngày trước, bé gái 2 tuổi này đã phải nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết cấp độ nặng, gan to và máu bị cô đặc. Theo các bác sĩ, nếu không được cứu chữa kịp thời, đã có thể nguy kịch đến tính mạng. Sốt cao với có triệu chứng ói, mửa, nôn nhiều. Coi như là bé nó lười ăn lắm, rồi hay khóc, rồi coi như là nước cũng không uống nhiều nữa. Rồi nhiều lúc ho ngồi gì cái ho ra ói, không ăn gì cũng ho ói. Để cứu chữa cho em, trong suốt những ngày qua, các bác sĩ đã phải liên tục thực hiện phương pháp truyền dịch và cứ mỗi 4 tiếng một lần phải theo dõi tình trạng đặc máu đã cải thiện hay chưa. Được biết, hiện tại khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 vẫn còn hàng chục bệnh nhi nằm nội trú do diễn biến phức tạp của bệnh. Sốt xuất huyết nguy hiểm không chỉ vì chưa có vaccine phòng bệnh có thể lây lan thành đại dịch, mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Biến chứng nặng của sốt xuất huyết gồm có là sốc do tình trạng thấp thoát huyết tương gây ra giảm thể tích tuần hoàn và bệnh nhân sẽ tụt huyết áp. Nguy hiểm thứ hai đó là biến chứng có thể gây ra sốt huyết nặng như là chảy máu mũi, chảy máu răng, ói ra máu đi cầu phân đen hoặc là rong kinh, rong huyết ở những trẻ gái lớn tuổi dậy thì. Những biến chứng nặng khác gồm có là suy đa cơ quan, ví dụ như là suy hô hấp, suy gan, suy thận hoặc là viêm cơ tim hoặc là tổn thương hệ thần kinh trung ương. Thì tất cả những biến chứng này có thể là riêng rẽ hoặc là kết hợp với nhau làm cho cái bệnh cảnh diễn tiến rất là phức tạp và rất là nặng. Với gần 4.000 ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận được từ đầu năm đến nay, mùa mưa lại đang đến gần. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cần hết sức chủ động đề phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, khi thấy con em có dấu hiệu sốt xuất huyết, cần phải đưa trẻ đến bệnh viện để tránh những biến chứng nguy hiểm.